Sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ nâng giá cây xanh, cùng hầu tòa còn có 13 bị cáo khác. Đây là vụ án thứ tư bị cáo Nguyễn Đức Chung phải hầu tòa. Hiện nay, ông Chung đang chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù trong 3 vụ án hình sự trước đó. Theo cáo trạng, năm 2016, trong quá trình triển khai công tác trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh tại Hà Nội, một số cá nhân thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đã không thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định mà theo phương thức đặt hàng cho trồng cây trước, sau đó hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau. Mua bán cây không rõ nguồn hợp pháp, tạo lập hồ sơ khống để hợp thức, nâng giá cây xanh. Ông Nguyễn Đức Chung đã làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp những công ty có mối quan hệ thân thiết là Công ty Sinh thái Xanh, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội. Cáo trạng xác định, dù đã có một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phụ trách lĩnh vực này, nhưng ông Chung vẫn trực tiếp can thiệp, chỉ đạo. Từ năm 2016, bị cáo Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng Hà Nội để thực hiện. Từ chỉ đạo của bị cáo, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội và Công ty Sinh thái Xanh. Quá trình thực hiện hợp đồng nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng.